Ông Ngô Kỷ ấy, là tôi không trách ông Ngô Kỷ, và ngoài nữa tôi còn cảm ơn cái video này nữa. Tại vì cái video này ông gọi tôi là cái gì thì nó không thay đổi được. Tại vì từ xưa nay Ngô Kỷ có thành kiến với Nguyễn Phương Hùng rồi. Có điều những cái chuyện ông nói, ông Ngô Kỷ nói ra đó, nó hoàn toàn bịa đặt về cái vấn đề mà cái thư kiện hay là vấn đề ông Bảo Truyền đó. Tôi thách ông Bảo Truyền gặp tôi, dám gặp tôi, chết mẹ rồi. Thì cái những cái người mà cái Bảo Truyền đi chơi với lại cái Ngô Kỷ, thì nói rằng là Ngô Kỷ với Nguyễn Phương Hùng chắc một trận đánh giống như là Ultimate Fight, người nào thắng thì người đã có lý. Có ai mà nghĩ như vậy không? Một thằng võ sư 60 mấy tuổi, đầu óc ngu ngốc, giờ là một thằng Ngô Kỷ đó lại còn ngu ngốc nữa. Hai thằng ngốc cộng nhau là hai cái ngốc cộng nhau thành ra là ngốc plus, ngốc cộng. Mà nói chuyện khi mà hai người đánh nhau, ai khỏe hơn thắng thì người đó có lý. Vậy vì thôi, đừng chống cộng nữa. Là bởi vì sao? 30 tháng 4 năm 75 ai thua? Cái thua, cái 30 tháng 4 năm 75 đừng có ví với cái hai người mà đánh nhau ngoài đường, đứa nào thắng là đứa nó có lý. Cái 30 tháng 4 là cái người ta nói rằng lý lẽ của người thắng trận nó khác. Người thắng trận người ta có quyền nói về cái đấy. Còn mình đã thua rồi thì đừng có là bắt cái chương trình giờ Việt Nam, giờ Việt Nam mua nó phải viết về quân lực Việt Nam, phải vinh danh quân lực Việt Nam. Tôi hỏi bây giờ viết cái gì, vinh danh cái gì, vinh danh quý vị giỏi à? Đấy. Giống như là các ông Nguyễn Mộng Hùng với lại Đào Văn Đăng lên trên đài nói chuyện. Vâng, tôi đồng ý là quý vị giỏi, quý vị đánh giá. Thế nhưng mà quý vị làm gì được khi mà cái bàn cờ do người khác đánh? Quý vị chỉ là con quân cờ. Người ta cần thí xe, người ta thí xe. Người ta cần thí chốt, người ta thí chốt. Thành ra làm sao mà đã chốt sang sông rồi là không bao giờ quay trở lại. Xe có thể chạy nước dọc nước xuôi, nhưng mã chỉ đi một cái đường hành hành tâm đắc. Thì bây giờ quý vị phải tính làm sao về để cái vận nước. Cái cuốn The Việt Nam War nó chỉ nói lên một cái không phải lịch sử của chiến tranh Việt Nam, mà nó nói lên cái sai lầm của người Mỹ từ năm 1939 bắt tay và nó là xâm nhập vào Đông Dương và cho tới ngày 30 tháng 4 năm 75. Người Mỹ họ nhìn thấy rằng một cái ung thư, họ đang nuôi một cái mầm mống ung thư, và họ nhìn thấy cái sự quyết tâm của người miền Bắc là yêu nước và sẵn sàng xây dựng quê hương. Và họ nhớ lại những cái bức thư của là Bác Hồ đã nói. Nếu mà họ nghe được cái bức thư ông Roosevelt mà đã đọc được bức thư của Bác Hồ và chấp nhận cái đề nghị đó, thì chúng ta đâu có mất gần 4 triệu người chất xám của miền Bắc và miền Nam. Thành ra cái vấn đề đó, ở cái trở lại cái vấn đề ông Ngô Kỷ, tôi cảm ơn ông ở chỗ này. Cảm ơn Ngô Kỷ đã chửi giùm tôi Phan Kỳ Nhơn và đã vạch mặt giùm cho tôi Phan Kỳ Nhơn, đã giúp cho Nguyễn Phương Hùng chứng minh với cộng đồng hải ngoại rằng những cái gì chúng tôi nói về cái nhóm Phan Kỳ Nhơn, Trần Vệ, rồi Phan Tấn Ngu, về Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, về Tập Thể Chiến Sĩ, về Việt Tân, về tất cả những gì tôi nói từ trước đến nay qua cái sự xác nhận của Ngô Kỷ bằng những lời chửi Phan Kỳ Nhơn. Quý vị thấy rằng một người sớm đầu tối đánh, ngày hôm nay thì bạn ngày mai là đấy. Chúng tôi đưa lên bao nhiêu hình ảnh Ngô Kỷ mới bắt tay với Phan Kỳ Nhơn đấy. Một ông thì mặc đồ bốn túi, một đồ quân cảnh bốn túi, một ông thì mặc khoác áo nửa cờ Mỹ nửa cờ Việt đấy, không thể bắt tay nhau. Bây giờ quay lại chửi nhau, chẳng qua là tại vì Ngô Kỷ đã nhìn thấy rồi, Trần Thanh Hiền nhìn thấy rồi. Trần Thanh Hiền là phụ tá thư ký của ông Phan Kỳ Nhơn, bí thư luôn đó. Trần Thanh Hiền bây giờ đi tìm, lồng lộng lên đi tìm Phan Kỳ Nhơn, bởi vì là Phan Kỳ Nhơn đã nhận số tiền của Bùi Thế Phát, nhận được tiền của đồng Bùi Thế Phát, thành ra rồi trốn đi để cho Bùi Thế Phát im lặng.
ký hợp đồng của thành phố Garden Grove. Tôi không có bằng chứng trong tay, nhưng mà khi mà đưa ra tòa là sẽ có bằng chứng. Bùi Thế Phát đi thưa đấy. Lý do mà tại sao tôi không thưa rằng là Ngô Kỷ là tại vì nó trên danh dưới dế, nó là homeless. Người ta thưa rằng có tóc, không ai thưa rằng chọc đầu. Xin lỗi các bạn, làm chọc đầu nhé. Có tóc thì mình thưa mình mới được bồi thường. Còn bây giờ đi ra tòa mất thì giờ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Chẳng được cái gì hết. Chỉ được cái danh dự mình, rồi rốt cuộc cuối cùng cũng lại phải bãi nại cho nó thôi. Thì bây giờ cái nhóm như là nhóm Việt Tân tôi bãi nại rồi, xong rồi. Nhưng mà bây giờ nó lại chính vào cái lưới khác. Bởi vì cái thời vận nó tới rồi. Mà khi nào Nguyễn Thanh Tú, cái vụ kiện Nguyễn Thanh Tú xử là tôi lại có quyền móc ra được. Đấy. Tôi lại có quyền là bởi vì với tư cách là nhân chứng. Bên luật sư của Nguyễn Thanh Tú yêu cầu Nguyễn Phương Hùng, ông biết gì về cái tổ chức này, những người này làm những cái gì đó. Thì tôi có quyền ra, tôi nói. Chẳng hạn như là Tạ Đức Chí, thị trường Tạ Đức Chí mà cái áo mayo có hình con cá và giơ ngắm tay lên ở trong cái hội gọi là Ủy ban Bảo vệ Môi trường và Chủ quyền Quốc gia. Cái môi trường và chủ quyền quốc gia chẳng có nghĩa lý gì hết. Tự nhiên môi trường và quyền quốc gia, ví dụ chống cộng sản và tay sai, nó còn có sự liên hệ. À, cái tay sai của cộng sản tự nhiên đặt cái tên ra vô thưởng vô phạt bảo vệ môi trường gì, môi trường ở đâu, môi trường buôn ra nó ra đằng sau mấy cái chợ đi, dọn dẹp ở ngoài đó đi, dơ bẩn như cái gì đấy. Đi vào chợ Mỹ nó có dơ như vậy không, ra sau lưng chợ Mỹ nó có bẩn như vậy không đấy. Đấy, cái môi trường đấy, xả rác đầy ở buôn ra. Tôi có một người Việt Nam làm ở trong city, họ nói tôi đi dọn rác á, đi dọn rác ở cái khu của Mỹ đó, chỉ đổ rác là xong rồi, còn khu Việt Nam á là phải xuống phải quét phải dọn. Mình ở dơ ở bẩn á, thu dọn môi trường, bảo vệ môi trường. Môi trường có bẩn đâu mà bảo vệ. Đứng ở tận bên Mỹ mà đi đâu rồi bảo vệ ở Formosa này. Củ loi thiệt đấy. Toàn nói chuyện con nít thôi. Thế giờ bây giờ cái chuyện mà cái... Cái chủ quyền quốc gia. Đầu hàng ngày 30 tháng 4 năm 1975 này còn chủ quyền đâu nó bảo vệ. Chủ quyền của người ta này đi ra đòi bảo vệ. Toàn là những thằng ngu đi làm chính trị. Rồi đi lừa dối. Và toàn là những thằng ngu để móc tiền đi đóng cho nó thôi. Chúng tôi xin trở lại trong chốc lát ở đây và chúng tôi phải lên đường. Dạ, vâng.